Anh em nào muốn làm giàu lên ngay Saber88.me, hệ thống chất lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao. Đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Dâu và có sầu, chào mừng năm, chào anh em đã quay trở lại cùng với em Minzy trong C bình luận Pekali Server, và đây là Kentalo. Chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của C bình luận Pekali Server trong chế độ Smart Full tư chất 15 này. Một chế độ cực kỳ hấp dẫn và gần như là không đâu có chế độ độc quyền và duy nhất đến từ Server QQ tại thời điểm hiện tại này. Còn sắp tương lai thì mình không dám chắc về những điều đó. Đừng quên 3 khung giờ hàng ngày của MNG, đó là 11h, 15h và 19h. Anh em nhớ theo dõi và ủng hộ. Ngoài ra các bạn còn có thể like và subscribe kênh DM YouTube này để có thể theo dõi những diễn biến mới nhất từ các server khác nhau. Hiện tại thì đang có server GAV thì đang có một sự kiện vô cùng hot, đó là sự tiến hóa của MyXIV, đúng không? My14V, một sự tiến hóa cực kỳ khủng khiếp. Hay không thì anh em cùng chờ đợi những màn thể hiện của My trong đấu trường 6v6 hay là trong chế độ solo 1v1. Còn như kiểu với server US thời điểm hiện tại này thì đang là sự xuất hiện của Athena 11, đúng không? Athena XI, đúng không? Còn server Taiwan thì đang sự xuất hiện của Vanet. Đấy, server lậu thì đang xuất hiện rất nhiều anh em. Server Hàn thì lâu lâu không vào thì không biết như thế nào cả. Nhưng mà thôi, lên tiên thế là đủ rồi. Chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên ở trong clip này nào. Đó là Sun 15 của server 926. Wow, Mary, Saiki. Bây giờ để combo kia thì cũng mắc mệt. Để combo Saiki với cả ấy thì cũng mắc mệt anh em ạ. Thôi tôi cứ lấy combo này trước ạ. Để Elizabeth với Marie thì cũng mắc mệt, mà để nó Saiki với con một trong những con kia cũng mắc mệt anh em ạ. Kiểu gì cũng cảm giác mệt. Nó khó chịu. Đánh kiểu gì cũng cảm giác mệt. Hèn chém bọn này như mẹ, như nước đổ đầu vịt luôn anh em ạ. Nước đổ đầu vịt thì cũng phải chém thôi nha. Có lẽ lấy Kukari hợp lý nhỉ. Kukari nó có cái có gì nhỉ, có cái cắt lún đó, đôi khi lại bào được bọn này. Khoải đấy nhờ, để cho nó cầm combo Mari với Terry, à Mari với cả gì nhỉ, Elizabeth thì thật sự là khoai các bạn, combo khoai trong cục khoai. Con nào có hiệu ứng nhỉ? Combo khoai trong cục khoai anh em ạ. Có bao nhiêu là? Nhiều chả đam mê ạ. Xin đàn cao kỳ. Mua khoai trong củ khoai rồi. それじゃ、走れ。ほら。そうだ。いや、かけ。ペットチドア。上げていくぜ。遅いわね。何しの嵐。逃げちゃダメよ。怖いよ。射線は無理だ。 Đấy, lún đúng người đấy em ạ. Lún đúng người đấy. Lún đúng người rồi đấy. Cảm giác đúng đúng rồi đấy.
Con này đứng ở tầng dưới mà có luôn người sợ sợ gì nhỉ, cho nó gọi cho nó gõ nhỉ? Tôi lại ngán nó gõ quá nhỉ, tôi lại ngán nó gõ quá, cho nó gõ xem nào. Nó phải để combo, may quá thằng này nó biết chơi combo rồi, biết chơi combo Bali với cả Ace đấy, nó biết chơi combo đó thì mình mất mệt thì nói gì nhỉ. ダメよ。死んだるパワーキュー。遅いわね。何しの争い。上げていくぜ。レイジング。抵抗。ちょっと待って。あ、戻らなくて。シュシングレイジング。これも倒れてきたおい。 vừa mới thở được tí thôi. Vừa mới thở được tí thôi nha. Ở chỉ Mary và Phi nó bảo luôn con này phản lại. Ô lồi, mẹ mất, chọc đánh vào đây. Ôi lồi, may cho thằng kia thế. May cho thằng bố thế. À, thằng bố này. Anh em lại nhìn chiến chưa? Anh em nhìn thấy nó đã chiến chưa? Này đã đủ chiến chưa? Đùa. À, giải được hoa đá nhở? Mizu giải được hoa đá rồi nhá. Vare no mi o tasa ni kae. Giải được cả hóa đá rồi. Shimotto. Shimotto. See you fight over. Ma en sai no wa ni. It's okay. Ơi, bây giờ đến là thời của ai vậy? Hage teiku ze. Shosen wa nigeru. Nigete dame yo. Shindaru kawaki yo. Peshanko ni hitsu. Này tê liệt thì à tê liệt thì nó phản lại rồi à, nè đang phản thì đang tính toán hết rồi, người ta phản thì đang có tính toán hết rồi ông tướng ạ, người ta phản người ta còn tính toán hết rồi.
Chơi combo kìa các bạn nhé, nó chơi combo này thì cũng phải vãi ra. Tonight stay nhá. Chơi combo kia thì nó chẳng phải vãi ra anh em. Chơi combo kia thì nó chẳng phải vãi ra anh em. Chơi combo kia thì nó chẳng phải vãi ra anh em. Chơi combo kia thì nó chẳng phải vãi ra anh em. Chơi combo kia thì nó chẳng phải vãi ra anh em. Chơi combo kia thì nó vẫn phải là nghệ thuật cơ anh em. Nó vẫn phải là nghệ thuật cơ. Đánh thế thì nó chống thế nào được, đúng không anh em? Mạnh nghệ cả củ. Đây người ta gọi là nghệ cả củ. Anh em đợi tôi tí nhá. Nghệ cả củ đang gọi tên này. À, để mình đăng cái clip nữa anh em ạ. Quên mất, chưa đăng clip 3 khung giờ, anh em lại còn thắc mắc clip đâu, đến giờ rồi, không thấy clip đâu. Buồn lắm anh em đợi thôi, mấy xịn giây nữa. Đăng bà đăng clip lên cái, không anh em lại bảo là 11 giờ rồi, không thấy clip đâu. 15 giờ rồi anh em ơi, không thấy clip đâu anh ơi, các kiểu, rất khó chịu. Đấy, xuất bản thành công rồi, chúng ta cùng đến với game đấu tiếp theo nào.
Somi, Lương, Saiki, Gonit, Yuri. Ôi kèo này vẫn cứ ôm Saiki, Somi về đây các bạn. Rất khó chịu. Gonit với cả Yasuo à. Thế nhưng mày chống thế nào được Gonit với cả Yasuo vậy trời. Mẹ con này nó khắc hệ Gonit vãi cả ra. Nói chung là game này thì lại mình cửa trên. Ôi hờ chít thế thì bạn lại quá sai. Ôi dồi ôi, bạn tích thế thì bạn sai vãi rồi bạn ơi. Bạn tích thế thì tôi cho bạn thở nào được. Bạn ngại thở luôn đấy chứ. Bạn không có cơ hội để thở luôn đấy chứ. Tôi khẳng định với bạn là bạn không có cơ hội để thở. Nó pick cái này thật sự non nhỉ các bạn nhỉ. Đánh chế độ này mà pick này thì quá non luôn nhỉ. Tôi đánh cho ngải thở luôn. Tôi dùng combo này đánh cho nó ngải thở luôn. Chưa cần đến sự xuất hiện của Kula đấy các bạn nhỉ. 4 con này của tôi bất tử luôn. Xem tôi dự đoán đúng hay không nhỉ. Đúng bài là 4 con này của tôi bất tử. Đúng bài thì 4 con này của tôi bất tử nhỉ. Nói điều nhưng mà chín quả nó có quả ấy à. Nhưng mà tôi nói điều nó bốn con này của tôi bất tử. Ôi trời ơi, con nít này khắc hệ cực mạnh. Khắc hệ cực mạnh luôn anh em. Tôi không muốn nói điều nữa, nhưng mà bốn con này của tôi phải bất tử. À, mày quá mà tình huống Silent là tôi trước. Kèo này thì không bất tử hơi phí. Ôi trời ơi, kèo này không bất tử hơi phí. Trời ơi, phải bất tử đi nào. Kèo này chắc chắn là phải bất tử. Người chơi hệ bất tử. Cái gì? À, khóa thật kỹ được. Đây nhè. Mày lại khóa thật kỹ được của chị cơ à. Mày khóa tuyệt kỹ với ai? À, cướp tơn à? Cướp tơn luôn đến từ Gonit à? Đừng đấy. Nhìn chít quả. Đánh đâu tí nào nào. Pick còn chít. Ôi dồi ôi, xài quá. Xài quá xài nhỉ. Bốn này tôi mất tử anh em. Chuẩn bài bốn này tôi mất tử thật. Ủa nó điều anh em nhé. Chuẩn bài những bốn chó này tôi mất tử thật. Chuẩn bài những bốn chó này tôi mất tử thật anh em ạ. Chuẩn bài ấy nhá, chuẩn bài ấy nhá, chuẩn bài ấy nhá, tính ở đây là anh em biết tính như thế nào. Kèo này Saiki sống được các bạn, sống được nhé các bạn. Kèo này Saiki sống tốt luôn, đầy máu luôn. Chắc là phải đầy máu. Kèo này Saiki không đầy máu hơn Saiki. Nhưng mà tôi để tức kim để Saiki ở đấy. Đây là bài nhìn. Ôi, ôi nít à. Khổ thân em. Khổ thân em tôi quá. Khổ thân, khổ thân. Khổ thân em tôi quá. Ờ, Lừa không có quả chiến thuật nhá em. Lương không có quả chiến kích nữa hả em? Lương không có quả. Đúng như chúng ta dự đoán, đang có đội hình khá bất tử ở đây nhờ. Vẫn chưa ai phải nằm xuống sau năm tơn thì chúng ta vẫn thấy còn nguyên. Không khác cái gì cả. Yuri chưa mất invi, Lương cũng chưa mất invi. À, sau tuần này Lương có khi mất không? Vẫn không mất anh em ạ. Chỉ là một tình huống cấm rừng cấm độ đến từ Gonit mà thôi. À, mình lại chơi hệ điện với chị à. Để cho Parapix này mình lại chơi lại chị cho Parapix này à. Để ra cái trò Parapix này mà mày dám chơi với chị à? Ừ.
nhảy ra cái trò pha phích này mà mày dám chơi với chị ha? Hả? Đúng là dốc cơ. Giờ mới để ý tên anh là dốc cơ. Anh hài hước đúng như cái tên gọi của mình. Vâng, anh dốc cơ, cái tướng hài hước và lôi đánh. Đúng như tên gọi của mình, cái em bất tử của em mình gì gọi tên dốc cơ thì cũng phải nằm ra rồi. Anh này dốc cơ chống cái nào đấy các bạn. Tôi bảo bất tử là bất tử, nhìn mà là tôi biết bất tử. Cho Pula vào chưa chắc bất tử, nhưng mà cho đội này vào thì chắc chắn là bất tử. Cho đội này vào thì chắc chắn là bất tử. Không có cái lý do gì để không bất tử cái em này. Cứ tìm ra được cái lý do để không bất tử cái em. À, giải ra đi em. Tự giải, tự xử ra đi. Thằng này muốn chết đúng không? Mày vẫn còn sống đúng không? Mày vàng người đó xem nào. Mày vàng người đó xem nào. Showtime. Get ready. Chưa ai rồi các bạn. Nhà mình vẫn chưa ai phải nằm xuống đâu. Vẫn chưa thấy ai phải nằm xuống rồi các bạn. Nhà vẫn đang có những sự hiện diện đẳng cấp anh ạ. Vẫn chưa ai phải nằm xuống. Vẫn chưa ai phải nằm xuống đâu. Tính đến thời điểm hiện tại này, Saiki mới chỉ quỳ. À không, vừa sơ mi nằm một phát rồi. Ồ, vậy là chúng ta đã sai. Sơ mi là người nằm xuống đầu tiên ạ. Rất buồn dành cho sơ mi. Em lại là người nằm xuống đầu tiên trong game đấu này. Rất buồn, rất buồn dành cho sơ mi anh em ạ. Không ai nghĩ sơ mi lại là người nằm xuống đầu tiên rồi. Ai nghĩ sơ mi lại là người nằm xuống đầu tiên ở đây? Cũng ai nghĩ sơ mi lại là người nằm xuống đầu tiên? Vàng người ra, vàng người ra nào, vàng người ra nào, vàng người ra xem nào, vàng người tôi xem nào, vàng người ra xem nào. Và đó là chiến thắng của Kentalo trước Joker, đúng như tên gọi của anh, cực kỳ hài hước. May mắn dành cho Joker đó là em mình không thể bất tử nữa hết khi mà Sumi cũng đã phải nằm xuống. Không cần giống như dự định của mình mà thôi đúng không? Nhẽ ra mình có thể giúp Sumi không chết được kìa. Tiểu cho Saiki đã hẹo quá đúng không? Saiki mà tỉnh tỉnh vài tên là có khi chúng ta có một đội hình bất tử thật sự này. Clip này mình cũng xin phép tạm dừng lại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo nhá. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.